Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cho biết thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông đang gần hơn bao giờ hết. Trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách, Ngoại trưởng Anthony Blinken hôm nay sẽ tới Israel. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong chuyến đi tới Israel, Ngoại trưởng Blinken sẽ nỗ lực hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin thông qua đề xuất được Mỹ trình bày trong cuộc đàm phán tại Doha hôm qua Đề xuất như rõ sẽ đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, đảm bảo thả tất cả con tin, đảm bảo viện trợ nhân đạo trên khắp Gaza và tạo điều kiện cho sự ổn định rộng rãi trong khu vực. Thể tuyên bố, ông Blinken sẽ nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của tất cả các bên là tránh leo thang hoặc bất kỳ hành động nào làm suy yếu khả năng hoàn tất thỏa thuận. Đây là chuyến đi thứ 9 của ông tới Trung Đông kể từ khi bùng nổ xung đột Israel-Hamas hồi tháng 10 năm 2023 Cộng đồng quốc tế hôm qua tiếp tục lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của người định cư Israel vào làng Jid của người Palestine ở thành phố Kanguya ở bờ Tây hôm 15 tháng 8. Phát biểu trong chuyến thăm Jerusalem, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné lên án cuộc tấn công của người định cư Israel là không thể chấp nhận. Ngoại trưởng Anh David Lamy chỉ trích hành động đốt phá các tòa nhà ném bom sang vào ô tô bằng lời lẽ mạnh mẽ nhất trên nền tảng X, Bộ Ngoại giao Đức viết, các cuộc tấn công phải chấm dứt lập tức người Palestine có quyền sống trong sự an toàn. Israel có nghĩa vụ bảo vệ người Palestine ở bờ Tây. Bà Ravina Samdasani, người phát ngôn văn phòng cao ủy nhân quyền hợp quốc nhấn mạnh, đây là hậu quả trực tiếp từ chính sách định cư của Israel ở bờ Tây. Người định cư Israel tấn công cộng đồng Palestine mà không bị trừng phạt thực sự là vấn đề. Theo nguồn tin, vụ bạo loạn ở bờ Tây với hơn 100 người Israel tham gia khiến một người Palestine thiệt mạng và nhiều người bị thương. Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự RSF ở Sudan hôm qua đã tấn công vào ngôi làng Zanzini thuộc bang Sdena, miền trung nước này, giết ít nhất 80 người. Theo những người sống sót, RSF ban đầu vấp phải sự kháng cự của dân làng, nhưng sau đó quay lại cùng với hàng chục xe quân sự. RSF đã nổ súng, đốt phá nhà cửa và giết chết nhiều người. Một số thi thể vẫn còn nằm trên đường phố. Các cuộc đàm phán ngừng bắn chấm dứt nội chiến ở Sudan bắt đầu hôm 14 tháng 8 tại Thụy Sĩ do Mỹ, Ả Rập Xê út và Thụy Sĩ làm trung gian. Quân đội Sudan từ chối tham gia. Đến nay chưa có kết quả nào được công bố. RSF đã chiếm được thủ phủ Sinja của bang Stena hồi tháng 6. Theo tổ chức di cư quốc tế, kể từ đó giao tranh tại đây khiến gần 726.000 người phải di dời. Phát ngôn viên quân đội Uganda thiếu tá Kikonko Tabaro. Hôm qua cho biết nước này đã trao trả gần 100 cảnh sát Congo chạy qua biên giới đến Uganda để thoát khỏi cuộc giao tranh giữa phiến quân M23 và quân đội Congo. Tuyên bố của thiếu tá Tabaro cho biết, cảnh sát Congo được trao trả cùng với đạn dược và các loại vũ khí khác. Phát ngôn viên quân đội Uganda cho biết quốc tịch của các sĩ quan cảnh sát này đã được xác nhận và trước đó họ được phép nhập cảnh vào Uganda như một hành động nhân đạo và phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Tabaro cũng nhấn mạnh người tị nạn vẫn tiếp tục tràn qua biên giới Uganda. M23 đã tiến hành cuộc nổi loạn mới ở miền đông Congo. Mới nhất hồi tháng 6, M23 chiếm thị trấn Kanza Bayonga, cửa ngõ vào khu vực khác của tỉnh Bắc Kivu, theo Liên Hợp Quốc, giao tranh đã khiến hơn 1,7 triệu người rời bỏ nhà cửa, nâng số người Congo di dời do nhiều cuộc xung đột lên kỷ lục là 7,2 triệu người. Cảnh sát Haiti cho biết đang huy động lực lượng tìm kiếm tù nhân, đào thoát khỏi một nhà tù ở thành phố saint ở ven biển miền trung nước này. Chính quyền thành phố saint cho hay nhà tù này đang giam giữ 502 tù nhân, Nhật báo Le Novelist của Haiti đưa tin nhân viên nhà tù đã đình công để yêu cầu đãi ngộ tốt hơn, đồng thời dẫn lời ủy viên chính phủ Vincent Rancos nói rằng ông lo ngại sẽ xảy ra bạo loạn, không loại trừ khả năng các cai ngục đồng lõa trong vụ việc. Truyền thông Nhật Bản hôm qua đưa tin 458 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa tại nhà hàng ở thành phố Yufu thuộc tỉnh Oita, Tây Nam nước này. Khách hàng dùng bữa tại nhà hàng từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 8 và gặp triệu chứng như tiêu chảy và nôn mửa. Vụ việc được phát hiện ngày 13 tháng 8 khi 28 học sinh tại Tokyo xuất hiện triệu chứng trên. Nhà hàng đã được lệnh ngừng hoạt động trong 3 ngày cho đến ngày 15 tháng 8. Kết quả điều tra cho thấy số trường hợp bị ảnh hưởng trải rộng trên 18 tỉnh. Chính quyền thông báo phát hiện norovirus, loại virus sống trong dạ dày và ruột phổ biến ở bệnh nhân. Ở qua đó làm dấy lên lo ngại rằng nước suối được nhà hàng sử dụng để chế biến thực phẩm có thể đã bị ô nhiễm. Quý khán giả vui theo dõi bản tin thế giới trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thức yếu tỉnh Đồng Nai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.